Chiều ngày 9 tháng 9, lũ trên sông Thao tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh. Lũ ở các sông Thương và sông Cầu cũng đang lên ở mức khẩn cấp. Chiều và tối ngày 9 tháng 9, lũ trên sông Thao tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh. Đỉnh lũ tại Yên Bái ở mức 33,98m, trên báo động 3m. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện lũ trên sông Thao, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, sông Lô, Hà Giang, Tuyên Quang, sông Cầu, Bắc Ninh và sông Thương, Bắc Giang, sông Thái Bình, Hải Dương, sông Hồng, Hà Nội đang lên. Sông Lục Nam, Bắc Giang, tại trạm Lục Nam đã đạt đỉnh ở mức 6,72m lúc 10 giờ ngày 9 tháng 9, trên báo động 3, 0,42m và đang xuống chậm. Sông Hoàng Long, Ninh Bình đang tiếp tục xuống. Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, lũ trên các sông ở nhiều địa phương vẫn diễn biến phức tạp. Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam tiếp tục xuống dưới báo động 3. Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang tiếp tục lên nhanh trên mức báo động 1, tại Vũ Quang tiếp tục lên nhanh nhưng vẫn dưới mức báo động 1. Lũ trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái tiếp tục và duy trì ở trên mức báo động 3, lũ tại Yên Bái tương đương năm 2008. Lũ trên sông Thao tại Phú Thọ tiếp tục lên mức báo động 1. Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 2, sông Thương lên mức báo động 3 và sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức báo động 1. Lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống mức báo động 1. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh nhưng vẫn ở mức dưới báo động 1. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Lục Nam sẽ xuống mức báo động 2. Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang tiếp tục lên nhanh vượt mức báo động 2 vào sáng ngày 10 tháng 9. Tại Vũ Quang tiếp tục lên nhanh vượt mức báo động 1 vào chiều ngày 10 tháng 9. Lũ trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái sẽ biến đổi chậm duy trì ở mức trên báo động 3. Lũ tại Yên Bái tương đương năm 2008. Lũ trên sông Thao tại Phú Thọ tiếp tục lên vượt mức báo động 1. Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên mức báo động 3. Sông Thương lên trên mức báo động 3 và sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức báo động 2. Lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống dưới mức báo động 1. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh ở mức BD1 vào đêm ngày 10 tháng 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo, từ nay đến ngày 11 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa. Thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bờ bãi ven sông bị nước xâm lấn. Nhiều diện tích bãi nổi giữa sông bị ngập sâu, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội vùng hạ lưu sông Lô và sông Hồng Thái Bình. Mực nước lũ hạ lưu sông Hồng Thái Bình duy trì ở mức cao nhiều ngày có thể làm lở đất ven sông và ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven sông đồng bằng sông Hồng Thái Bình,